Rồi, trong video này là mình tiếp tục đi vào các cái ví dụ về cái tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của một hàm số. Đây là ví dụ F mình ha. Câu F. Câu F đây là mình có là đây là sin x đứng của mình ở đây. Thì mình sẽ dùng cái tính chất là sin là nằm giữa gì? Trừ 1, 1 là có là trừ 1 vi hơn bằng sin x vi hơn bằng 1 với mọi x thuộc vào y rô nha. Rồi tiếp theo là mình làm gì? Mình có dấu trừ rút sin đây ha, có dấu trừ rút sin đây. Vậy thì mình nhân cái trừ 1 á, trừ sin này nhân trừ 1 ra 1 này, nhân trừ 1 ra trừ 1 này, đổi chiều lại, đó, nhân số âm đổi chiều. Rồi tiếp theo là mình sẽ gì? Cộng cho 3, 1 mà cộng cho 3 là được 4, 3 là được 2. Rồi sau đó là mình làm gì? Bình phương 4 bình phương lên là 16. Đây là điều số dương hết cho nên bình phương của thư không âm, bình phương của thư 3 trừ sin x bình phương này là 4 này với một x thuộc là r, được chưa? Tiếp theo là mình cộng cho 1, cộng cho 1 thì cái này là ra 17 này, này là cộng cho 1 là thành gì? Thành y đó. Này cộng 1 luôn là ra đúng y ban đầu, y này hòa 5 này. Rồi kết luận này vậy giá y max là bằng 17, này là phi phi mình giống lên sin nó bằng trừ 1, sin x bằng trừ 1, sin x bằng trừ 1 là phi x bằng trừ b trên 2 cộng kê 2b kê thành z. Rồi y min là bằng 5, y giống là cái sin bằng 1 tương đương nói là x bằng b trên 2 cộng kê 2b kê thành z. Ok nha. Rồi ha. Ok. Bây giờ mình đi vào câu G. Câu G này mình đã rinh xuống đây đi. Rồi. Tự nhiên nó bị lỗi gì đây. Rồi, câu G đây. Thế thì em để ý là câu G này nó có vừa cả sin vừa cả cos mà lại là bậc 4 nữa ha. Cho nên nếu chỗ đây mà mình dùng là có nhiều học nhiều em mà sẽ dùng là gì? Dùng cái bình phương hoặc là dùng là ta có là không bí hơn bằng sin bình x bí hơn bằng 1 ha. Từ này mình suy ra là không thì bí hơn bằng bình phương lên là 4 đến bằng 1, đúng chưa? Hay là với mỗi x thuộc r ạ. Đấy, thì dùng này r về là gì? Không bí hơn bằng cos bình x bí bằng 1 suy ra là không bí hơn bằng cos mũ 4 x miếng bằng 1 rồi sau đó cộng với tiêu vế này xuống thì sẽ ra được là không bí hơn bằng sin 4
còn có 4 biến bằng 2. Rồi sau đó đi kết luận ha. Đi kết luận là thằng y này y max bằng 1, y min là bằng 0 ha. Vừa đó, nhưng mà một cái vấn đề đặt ra là làm y max là bằng 2. Em tới đây là vì sai, vì sao em biết là y max bằng 2 khi nào, giáo bằng xảy ra khi nào? Em nghĩ là giáo bằng xảy ra khi cos mũ 4 bằng 1 và sin mũ 4 bằng 1. Nhưng mà điều đó thì sẽ không thể xảy ra được ha? Bởi vì khi cos bằng 1 thì sin nó phải bằng 0 ha? Vì sin bình có bình bằng 1 mà, làm sao mà hai tên cùng bằng 1 được, được chưa? Nên đây là một cái lời giải sai này, được chưa? Đây là một lời giải sai và học sinh thường hay đi vào lời giải này ha? Đó. Vậy thì lời giải đúng là gì? Lời giải đúng là gì? Thì khi em gặp cái trường hợp mà nó vừa có sin vừa có cos á, thì mình thường đưa về, tìm cách đưa về một hàm ha? Hoặc là mình dùng cho tới những cái công thức điều kiện có nghiệm ha? Trong bài này thì mình sẽ đưa về một hàm bằng cái hàm thức ha? Hàm thức thì mình có một cái hàm thức là a4 cộng b4 là bằng a bình cộng a bình tất cả bình cộng b bình tất cả bình. Ở đây mình sẽ thêm bớt là a bình là tất cả bình, b bình tất cả bình cộng cho 2 a bình b bình trừ cho 2 a bình b bình. Và đây chính là hàm thức này, này chính là a bình cộng b bình tất cả bình trừ 2 a bình b bình. Thì cái này nó chính là hàm thức a 4 cộng b 4 là bằng cái này. Được chưa? Bây giờ áp dụng cái bài của mình là gì? Áp dụng cái bài của mình là mình có là sin 4 cộng cos 4 thì này chính là bằng gì? Sin bình cộng cos bình tất cả bình trừ cả 2 lần sin bình nhân cos bình. Vậy thì nó sẽ bằng gì? Nó sẽ bằng là 1, mình của mình là 1 này, 1 bình trừ cho 2 lần sin nhân cos tất cả bình. Đấy. Vậy thì nó sẽ bằng là 1, 1 bình là 1 trừ cho 2 lần. Cái này sin nhân cos chính là 1 phần 2 sin 2x tất cả bình. 1 2 bình lên là 1 4, 1 4 nhân 2 là 1 2, thì ra là 1 trừ 1 phần 2 sin bình 2x. Được chưa? Đấy, xong một tức ở đây nó một hàm này xong rồi. Vậy thì thật có là gì? Sin bình đúng không? Sin bình 2x là nằm giữa 1 với 0. Như vậy thì nhân cho trừ 1 phần 2 vô, và thằng này là khoảng là 0. Đây là trừ 1 phần 2. Đổi dấu rồi cộng cho 1 vô, thằng này là 1. Thằng này là y. Thằng này là 1 phần 2. Ra ngoài á, chất lần được không á? Imax là bằng 1 khi gì? Khi sin bình 2x bằng 0. Sin bình bằng 0 là khi nào nhớ? Khi sin bằng 0. Sin 2x bằng 0 là 2x bằng kb. X sẽ bằng kb chia 2.
nha. Y min là bằng 1 phần 2 khi nào? Khi nó bằng 1 thôi. Khi sin bình 2x bằng 1. Đây là chỉ ra ha, bình phương bằng 1 là khi thằng cos này bằng 0. Khi 2x bằng b trên 2 cộng kẻ b. B trên 4 cộng kẻ b chia 2. Xong ha. Được chưa? Đấy, mình vừa làm xong hai bài ha. Mà chú ý lưu ý những cái loại sai mà mình hay gặp. Những hình thức này thì năm lớp 10 đã từng đụng tới rồi ha. Rồi à. Ở đây mình có một cái cái câu nữa là câu hát này. Câu hát này thì để cho tụi em suy nghĩ trước đã à. Suy nghĩ trước đã rồi mình làm câu hát này. Suy nghĩ chỗ này là video sau mình sẽ đi dài cái này à, gợi ý là con này là mình sẽ dùng cái hàng đẳng thức là gì, hàng đẳng thức là e6 cộng b6 là bằng gì nhé, e6 cộng b6 bằng gì. Rồi chào tạm biệt các em.